Tỉnh Quảng Ninh sẽ mở cửa du lịch hoàn toàn đón du khách từ ngày 15 tháng 3 nhằm khôi phục tổng thể các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quảng Ninh đã lên kế hoạch tổ chức 65 sự kiện hoạt động chương trình kích cầu du lịch trong năm 2022, trong đó có nhiều sự kiện lớn như lễ phát động chương trình du lịch Quảng Ninh an toàn, trải nghiệm trọn vẹn, Ngày hội văn hóa du lịch Quảng Ninh năm 2022 tại Hà Nội, Carnival Hạ Long, Festival Áo Dài, đăng cai tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9, tổ chức các môn SEA Games, lễ hội ẩm thực, phố đêm du thuyền. Quảng Ninh tập trung xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng mỗi huyện, thị xã, thành phố có một sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn với mong muốn có thể đón khoảng 10 triệu lượt khách, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế, đạt doanh thu khoảng 21.000 tỷ đồng. Thưa vị, mới đây thì Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã kiểm tra việc thi công tại công trình xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Tháp Bánh Ít, Tháp Chăm Độc Đáo ở huyện Tuy Phước. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thống nhất với các bên liên quan dừng ngay việc sử dụng xe cơ giới để thi công một số hạng mục tại Tháp Bánh Ít. Mới đây, đơn vị thi công tu bổ Tháp Bánh Ít đã đưa các loại máy đào ra khỏi phạm vi công trình tại các hạng mục như sân phía trước tháp chính, bồn hoa xung quanh các chân tháp, đường dẫn vào các tháp, tường rào xung quanh khuôn viên tháp đang xây dựng dở dang. Tháp Bánh Ít là quần thể tháp trăm gồm 4 tháp, gồm tháp cổng, tháp hòa, tháp bia và tháp chính, cùng nằm trên ngọn đồi cao ở bên sông Côn. Đơn vị thi công đã đưa xe cơ giới vào thi công gần bánh tháp Ít khiến nhiều người dân và một số nhà nghiên cứu ở tỉnh Bình Định lo lắng. Hiện tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực tiếp giám sát việc thi công tại công trình xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Tháp Bánh Ít, không để xảy ra sai phạm tương tự. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, đã yêu cầu các đơn vị liên quan chấn chỉnh những sai sót của nhà thầu thi công tại công trình xây dựng, tu bổ và phát huy giá trị di tích Tháp Bánh Ít. Đồng thời, tỉnh Bình Định cũng yêu cầu chủ đầu tư và nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định, phương án đã được cơ quan chuyên môn của tỉnh phê duyệt. Thưa vị, thành phố Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp du lịch tại địa phương đã sẵn sàng phương án đón khách quốc tế. Thế nhưng một số góp ý cho dự thảo phương án mở cửa hoạt động du lịch mới đây khiến nhiều người lo lắng. Chính phủ cho phép mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, thành phố Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp du lịch địa phương đã sẵn sàng phương án đón khách quốc tế. Thế nhưng đại diện của các doanh nghiệp cho rằng một số quy định sẽ là rào cản đón khách quốc tế trở lại Việt Nam, làm khó cho doanh nghiệp. Hiện nay đã có nhiều quốc gia mở cửa toàn bộ du lịch, nhiều nước chỉ yêu cầu khách trước khi lên máy bay có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ, sau đó sẽ được tự do vui chơi, tham quan du lịch thoải mái. Trong khi đó, một số quy định đề xuất hiện nay quá chặt khiến nhiều du khách nản lòng. Hiện chỉ có Thái Lan, Singapore, Malaysia là các nước có thể trao đổi khách với Việt Nam. Những thị trường khách lớn thì Việt Nam chưa có điều kiện đón từ ngày 15 tháng 3 tới. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp du lịch cũng mong chờ những thỏa thuận song phương giữa Việt Nam với các quốc gia có nguồn khách lớn. Thưa vị, chuẩn bị cho việc mở cửa hoàn toàn du lịch vào ngày 15 tháng 3 tới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khôi phục cơ sở vật chất, củng cố nhân lực, xây dựng nhiều chương trình tour tuyến mới hấp dẫn để thu hút du khách. Tuy nhiên, các đơn vị lữ hành kiến nghị tỉnh xem xét giảm giá vé tham quan di sản Huế phù hợp với điều kiện của du khách nội địa nhằm kích cầu thu hút du khách. Năm nay, giá vé tham quan di sản Huế áp dụng thống nhất cho du khách quốc tế và người Việt Nam được thu với các mức phí của vé tham quan theo từng điểm và tham quan theo tuyến. Cụ thể, tham quan theo điểm di tích gồm Hoàng cung Huế và Bảo tàng cổ vật cung đình có giá 200.000 đồng trên một người lớn và 40.000 đồng trên một trẻ em. Các di tích Lăng Minh Mạn, Lăng Tự Đức, Lăng Khải Định với giá vé là 150.000 đồng trên một điểm. Các lăng Gia Long, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, cung An Định có mức vé là 50.000 đồng trên một người trên một điểm. Nhiều đơn vị kinh doanh du lịch tại Thừa Thiên Huế và hội hướng dẫn viên du lịch tỉnh nhận định giá vé vào trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế rất cao so với các tỉnh thành lân cận. Sau khi nhận được nhiều ý kiến của các đơn vị lữ hành và hội hướng dẫn viên du lịch tỉnh về việc giảm giá vé tham quan di sản Huế để kích cầu du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu, đánh giá lại tình hình toàn bộ khu di tích để có đề xuất điều chỉnh giá vé trong giai đoạn tới cho phù hợp.
Thưa quý vị, hãng Netflix mới đây đã công bố dự án A Tourist Guide to Love lấy bối cảnh Việt Nam có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng trong và ngoài nước. A Tourist Guide to Love dự kiến là phim điện ảnh quốc tế đầu tiên quay ở Việt Nam kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Đại diện Netflix cho biết khâu ghi hình sẽ bắt đầu từ tháng 4 tại 5 địa điểm bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và Hà Giang. Nội dung của bộ phim xoay quanh một nữ chuyên viên ngành du lịch sau khi chia tay với người yêu, cô nhận lời tham gia một chuyến công tác tới khám phá và tìm hiểu ngành du lịch tại Việt Nam. Chuyến đi vô tình khiến nữ chính phải lòng một hướng dẫn viên du lịch người Việt. Họ quyết định trộm một chiếc xe buýt du lịch để khám phá cuộc sống và tình yêu mà không theo những lối mòn đã định. Nữ chính kiêm nhà sản xuất Rachel Leacock mô tả bộ phim như một bức tranh tình gửi tặng Việt Nam, được viết bằng cả trái tim và sự hài hước. Trong phóng sự của bản tin giờ thứ 9 ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung gì hấp dẫn. Kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Henyo hay còn gọi là hải nữ là một nghề lặn truyền thống ở Hàn Quốc dành riêng cho phụ nữ. Họ là những thợ lặn tự do chuyên tìm bắt hải sản. Họ có thể lặn sâu xuống biển để bắt các loại hải sản mà không cần bình lặn oxy, chỉ với một vài trang thiết bị đơn giản như quần áo lặn, chăn vịt, mặt nạ lặn. Tuy nhiên, những năm gần đây, công việc của họ đang bị đe dọa khi số lượng các loài sinh vật biển giảm đi đáng kể do môi trường sống dưới biển đang bị đe dọa bởi ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Tôi đã nghĩ rằng miễn là có sức khỏe thì tôi có thể là hải nữ già nhất. Nhưng bây giờ nghĩ lại, sức khỏe của tôi không phải mối quan tâm duy nhất. Tôi lo lắng công việc sau này sẽ thay đổi hoặc thậm chí là biến mất vì biến đổi khí hậu. Những người thợ lặn đang phải đối mặt với những thay đổi lớn trong hoạt động đánh bắt và cuộc sống làng chài ven biển cũng đang dần đổi thay. Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến số lượng sinh vật biển và làm giảm đáng kể lượng hải sản mà họ có thể đánh bắt. Thậm chí không cần so sánh với ngày xưa. So với năm ngoái, ngày làm việc bây giờ của tôi ít hơn. Lương của tôi chỉ bằng nửa trước kia. Sang năm có khi thu nhập của tôi còn không đủ để trang trải cuộc sống. So với trước đây, khi tôi bắt đầu làm công việc này, thì thu nhập bây giờ chỉ bằng 1/10. Tôi sẽ tiếp tục làm việc trừ khi tôi bị ốm và mong muốn của tôi là công việc trên biển vẫn còn để tôi có thể tiếp tục làm công việc này. Từ năm 1968 đến năm 2017, nhiệt độ bề mặt biển tại Hàn Quốc đã tăng 1,2 độ so với mức trung bình của thế giới là 0,48 độ C. Các vùng nước ấm hơn đã mang đến các loại sinh vật cận nhiệt đới mới và giết chết các rừng rong biển, nguồn thức ăn cho sinh vật biển. Ít rong biển hơn đồng nghĩa với việc các hải nữ phải lặn sâu hơn để tìm kiếm hải sản, làm phức tạp thêm công việc vốn nguy hiểm của họ. Nếu rong biển biến mất, nguồn thức ăn cho các sinh vật biển, nơi sinh sản và môi trường sống cho sinh vật biển cũng biến mất. Điều này dẫn đến sự suy thoái đời sống trên biển, các nguồn tài nguyên và cuối cùng là hủy hoại hệ sinh thái đại dương. Bên cạnh đó, số lượng thợ lặn trẻ ở Hàn Quốc đang giảm dần. Phần lớn những thợ lặn còn sống đều đã trên 70 tuổi. Nguy cơ mất nghề truyền thống Henyo là rất lớn, mặc dù nghề truyền thống Henyo đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Có thể thấy, nghề lặn truyền thống Hàn Quốc cần được quan tâm hơn nữa để duy trì và phát huy cho các thế hệ sau. Trước mắt là khuyến khích, tạo động lực cho các hải nữ để họ gắn bó với nghề, đồng thời tôn vinh và tạo điều kiện hơn nữa để nghề truyền thống Henyo có thể tiếp cận với thế hệ trẻ Hàn Quốc. Thưa vị, thời tiết ấm dần lên đã tạo điều kiện cho các loài hoa đua nhau khoe sắc. Tại Trung Quốc thì những vườn hoa tự nhiên đầy sức sống đã mang đến cảnh quan đẹp như tranh vẽ và thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Tại thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, lễ hội hoa anh đào lần đầu tiên được tổ chức với 35.000 cây anh đào thuộc nhiều loài được trồng trong vườn sinh thái rộng khoảng 200 hectare. Khu vườn tọa lạc tại thị trấn San Jie của huyện Linh Xuyên được chia thành 5 khu vực là khu vực trải nghiệm nông nghiệp, khu vực cây nông nghiệp, khu vực bảo tồn rừng, khu vực vui chơi và khu nghỉ dưỡng chủ đề hoa anh đào với tổng vốn đầu tư lên khoảng 10 triệu 500 đô la Mỹ. Nơi đây tạo ra một khu du lịch sinh thái đặc trưng văn hóa du lịch và nông nghiệp Quảng Tây kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch sẽ là một trong những khu trình diễn trồng hoa anh đào lớn nhất của Trung Quốc. Nơi đây đã thu hút nhiều du khách tập trung chụp ảnh hay đi dạo để thưởng ngoạn được khung cảnh mùa xuân đẹp như tranh vẽ.
Thưa vị, một khách sạn chủ đề Lego mới đây đã được khai trương tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Một khách sạn chủ đề Lego mới đây đã được khai trương tại thành phố Dubai. Khách sạn chứa 4,5 triệu viên gạch Lego nằm ngay cạnh lối vào của công viên giải trí Legoland tại Dubai. Nếu lưu trú tại đây, du khách sẽ được miễn phí vé vào cửa công viên Lego. Khách sạn Lego có 250 phòng trên 4 tầng theo chủ đề khác nhau, nơi du khách có thể chọn các phòng chủ đề cướp biển, ninja hay vương quốc. Từ những quầy thủ tục nhỏ xinh, khu vui chơi ở sảnh đợi, khu vực ngủ nghỉ riêng dành cho trẻ em trong phòng, khách sạn Lego hướng tới nhóm khách hàng chính là các gia đình có trẻ nhỏ.